được dòng mến thánh giá phát diệm, xóm 5 Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình. Thư mời: Ngày ơn gọi hội dòng mến thánh giá phát diệm năm 2023. Kính gửi quý cha, quý sơ phụ trách, quý phụ huynh cùng các bạn trẻ nữ. Hướng tới ngày cầu nguyện cho ơn thiên triều, được sự khích lệ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm, hội dòng mến Thánh giá Phát Diệm chúng con sẽ tổ chức ngày ơn gọi vào Chúa Nhật 4 Phục Sinh, ngày 30 tháng 4 năm 2023. Mục đích: 1. Cầu nguyện cho ơn gọi sống đời thánh hiến. 2. Giúp các bạn trẻ nữ có dịp được gặp gỡ, lắng nghe và phân định ơn gọi. 3. Tạo điều kiện cho các bạn có dịp tiếp cận với ơn gọi mến thánh giá phát diệm. Đối tượng: các bạn trẻ nữ, độ tuổi từ lớp 7 tới sinh viên đại học và sau đại học, từ các giáo xứ trong và ngoài giáo phận. Vì thế, chúng con kính xin quý cha, quý sơ phụ trách và quý phụ huynh giới thiệu, hướng dẫn và khuyến khích các bạn trẻ nữ đến tham dự ngày ơn gọi với chủ đề "Họ đã đến xem nơi người ở". Thời gian từ 7:30 đến 16:00 ngày 30 tháng 4 năm 2023. Địa điểm: Hội dòng mến Thánh giá Phát Diệm, xóm 5, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, chúng con kính xin quý cha, quý sơ phụ trách cùng quý phụ huynh và các bạn trẻ liên hệ đăng ký với chúng con qua nữ tu Teresa Vũ Thị Ảnh, đặc trách tu sinh, điện thoại Zalo 085-576-2377. Nữ tu Maria Vũ Thị Hồng, điện thoại Zalo 034-333-2344. Nữ tu Teresa Phạm Thị Yên, điện thoại Zalo 034-712-7549. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo tới Chúa Nhật 3 Phục Sinh ngày 23 tháng 4. Kính xin quý cha và mọi người tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho ơn gọi sống đời thánh hiến trong giáo hội, đặc biệt trong giáo phận và trong hội dòng chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Lưu Phương, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Thay mặt hội dòng, nữ tu Katarina Trần Thị Thắm, tổng phụ trách. Chứng nhân rằng người mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô, mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin trung kiên với duyên tình thâm giá. Theo thầy Giêsu trái một lòng dẫn bước hăng say, vác thánh giá mỗi ngày nguyện bước theo chân thầy, phục vụ trong yêu thương người sáng gương khiêm nhường, mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô, mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin trung kiên với duyên tình thâm giá. Mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô, mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin trung kiên với duyên tình thâm giá.